Four Seasons, tiệm hớt tóc bốn mùa xuân hạ thu đông do người Việt làm chủ nằm trên đường Lancaster Highway Fanview, North Carolina cho biết được định cư trên xứ Mỹ đi làm hãng sau đó học nghề cắt tóc. Muốn hành nghề hớt tóc phải trải qua một khóa huấn luyện các thao tác kỹ thuật, cách đứng và khoảng cách với khách, cách cầm lược, cầm tông đơ, cầm kéo, giữ gìn vệ sinh ra sao, cũng như kỹ năng giao tiếp với khách với thời gian khóa học 1582 tiếng sau khi mãn khóa sẽ được cấp bằng. Khi có bằng mới được hành nghề. Còn ở Việt Nam, đại đa số học nghề cắt tóc với nhau không đòi hỏi bằng cấp chuyên môn như ở Hoa Kỳ. Điều quan trọng đòi hỏi phải yêu thích. Từ yêu thích sẽ có nhiều năng khiếu tự phát triển về nghề nghiệp. Anh cũng cho biết làm nghề hớt tóc ở một chỗ có thể biết được nhiều chuyện đó đây. Xin mời đến tiệm hớt tóc Four Seasons.